sư huynh, trước mặt là thôn Đổng Nhị rồi. Đợi đã, cái đó là gì vậy? Không biết những cái đó là gì. Nói mau, những con tầm đó dùng để làm gì? Thiếu hiệp tha mạng, đây là kim tầm thuộc của tông chủ. Trước đây lấy máu đều phải lấy mạng người, nhưng kim tầm có thể ký sinh vào trong cơ thể của con người. Thông thường những người bị ký sinh sẽ biến thành huyết nô của phái chúng tôi. Bây giờ các ngươi thu hồi hết kim tầm đó về thì ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Nữ hiệp tha mạng, kim tầm đó chỉ có tông chủ chúng ta là có thể khống chế được, chúng ta không làm được, chúng ta chỉ phụ trách vận chuyển. Thiếu hiệp, nữ hiệp xin tha mạng. Hóa ra nó chính là nguồn cội của tất cả mọi chuyện. Thanh Vân, chúng ta mau quay về Thục Sơn, bẩm báo lại sự việc này với trưởng môn. Cô nương, trong tay cô là thứ gì vậy? Cho ta xem được không? Tại sao lại là ngươi nữa? Sao vậy? Cô không muốn nhìn thấy ta sao? Đương nhiên không muốn, bởi vì bọn ta không đánh lại được ngươi. Đi thôi. Chắc là an toàn rồi chứ? Ngươi đi theo bọn ta làm gì? Cô nương, cô chạy một vòng lớn như vậy, cô không biết sau lưng ta còn có con đường tắt dẫn đến đây sao? Ngươi theo bọn ta làm gì? Cô nương, ta là người thương hoa tiếc ngọc, nhưng hôm nay hai vị đã nhìn thấy kim tầm thuật của tông chủ, ta không có lý do gì để cho hai người quay về Thục Sơn bẩm báo được. Đừng nhiều lời nữa, ta muốn xem người có bản lĩnh này hay không. Một chưởng này để tiễn cô nương lên đường. Đinh đại ca, dừng tay. Nếu người muốn giết thì giết ta đi. Mọi không sao chứ? Ngọc Nhi, diễn kịch thôi mà, có cần phải nghiêm túc đến thế không? Muội không sao chứ? Bạn của huynh bị thương rồi, cần phải tìm một chỗ để chữa trị thì mới được. Tại sao lại là cô? Thank you.
Cô muốn làm gì? Cứu người hay giúp người? Đúng là không phân biệt được lòng tốt của người khác. Nhưng mà thôi kệ đi, dù sao nếu cô ta chết, người đau buồn không phải là ta. Đợi đã. Tại sao cô lại muốn giúp chúng ta? Trước đây ta hại ngươi, ngươi lại tha cho ta một lần. Một ân đền một ân. Ta không muốn nợ người khác điều gì. Yên tâm đi, không phải người nào của Ma Tông cũng đều hại người khác. Nóng đấy. Đồ ngốc. Quý đứng xa như vậy làm gì? Sợ ta sẽ giết Quý sao? Cô mất nhiều sức cứu ta như vậy, nếu như vậy để giết ta thì không phải là cách hay. Huynh nói cũng có lý đó. Cô nương, cảm ơn cô. Ta tên là Ngọc Vô Tâm. Vô Tâm? Sao lại đặt cái tên lạnh lẽo như vậy? Hành tẩu giang hồ, nếu như quá quyến luyến, có khi chết còn sớm hơn. Không có gì vướng bận, càng tự do tự tại. Hàn Ngọc Vô Tâm, nhân hữu tâm. Mặc dù vẻ ngoài của cô trông thì lạnh lẽo, nhưng nội tâm bên trong, chắc chắn bên trong là vô cùng chân thành. À đúng rồi, cô đã đánh bị thương ngũ quỷ để cứu bọn ta. Có phải đã đắc tội với Ma Tông không? Tông chủ gì đó của Ma Tông không trừng phạt cô chứ? Sao huynh hỏi lắm vậy? Ta muốn đi đâu thì đi đó, không ai quản được ta. Thật ngưỡng mộ tự do của cô. Ta có gì mà đáng ngưỡng mộ? Mẹ vừa sinh ra ta là đã qua đời. Cha ta cũng không thích ta, liền gửi ta tới nhà người khác để nuôi dưỡng. Sau đó ta bị ép gia nhập Ma Tông, ngày nào cũng sống trong máu me đao kiếm. Cái được gọi là tự do chỉ là để che đậy nỗi cô đơn tâm hồn mà thôi. Ta cũng vậy. Từ lúc mất trí nhớ đến giờ, cuộc sống của ta như tờ giấy trắng. Cho dù ta có thích hay không thích, bằng lòng hay không bằng lòng, những người đó đều miễn cưỡng xuất hiện trong cuộc đời ta. Ta biết rồi. Tại sao lại có một cảm giác vô cùng thân thiết kỳ lạ với cô? Bây giờ nghĩ ra mối quan hệ giữa chúng ta được xây dựng nên từ hai chữ. Cô đọc này.
Tại sao ta lại có ấn tượng về cô? Chúng ta trước đây có quen nhau sao? Rốt cuộc cô là ai? Ta nói rồi, ta tên là Ngọc Vô Tâm. Đinh Ẩn, huynh nhìn thấy tuyết chưa? Ta không nhớ nữa. Từ bé ta sinh ra và lớn lên ở Tây Nam thuộc địa, chắc là chưa nhìn thấy bao giờ.